Bây giờ lắp hầm xong rồi, bắt đầu bây giờ em lên máy nha anh em. Máy này về gấp cho nên khỏi rửa nha anh em. Đi về khách rửa luôn. Giờ trễ rồi. Rồi, cảm ơn em theo dõi video nha. Rồi, khách đang lựa chiếc máy đẹp này ha. Bữa khách lên lần rồi, về bên đây lên chốt là chiếc này đây anh em. Đó. Chiếc này vẫn có quay, chiếc này số khung là 1970 hay gì á. Đó. Rồi, để khách kiểm tra lại xíu coi đã. Đây cũng còn mấy con đẹp nè anh em. Đó, mấy con còn ok lắm. Anh em nha, máy này vừa sau hợp đồng đi Sóc Trăng á, thì máy này là máy 1747 chưa rửa hồi giờ, còn máy chữ Thái này ha, 1970 số đẹp luôn. Rồi hôm nay sơ sơ đây, con cuốn còn nước sơn còn luôn ha. Đó. Nó bị móc lên. Giờ lập hàm, ổn tải luôn. Rồi giờ bắt đầu chạy ra làm sao? Bịch với khách ha. Rồi giờ cho bịch với khách nha. Đó, rồi khoan. 1, 2, 3. Bữa gầy cũng hơi lâu cho nên hơi bụi nha anh em. Hôm nay bữa gầy bụi quá trời bụi luôn. Rửa lên cái là chắc đẹp lên này. Chân này ha, đó. Rồi em mới về lột ra xong. Đây máy nó về đây ha. Hơi bụi. Máy còn quá ok luôn. Chạy ít. Tắt trong 5 phút là anh em mở ra được như đây ha. Đó. Đang bu vô, tập trung vô làm máy này cho về luôn. Sớm nhất có thể cho khách. Rồi bây giờ phần hàm em đang làm đây, mang tải đây ha. Cái hàm thì lột ra, ra phía sau làm. Đó, làm nhanh cho anh em luôn. Đây cái hàm đây. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha. Là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha.
Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em cảm thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha.